Và bây giờ chúng tôi sẽ tái hiện tình huống này trên sân khấu. Tôi và Tường Mập sẽ là người bạn thân của anh Bơ. Anh Bơ ngày hôm nay sẽ dẫn người yêu đến giới thiệu với hai người bạn này. Và nhiệm vụ chúng tôi sẽ chê tới bời cô gái này. Lâu quá trời ơi. Thôi bây giờ uống miếng cà phê cho tỉnh táo đi nè. Vô. Trời đất ơi, đi uống cà phê mà làm đi. Anh nghe hôm nay mình sẽ làm gì đây? Uống cà phê không? Uống cà phê có chứ. Có. Xin chào. Hello Bơ. Hello. Khỏe không? Hello. Yeah. Xin chào. Em chào chị. Chào, em chào anh. Dạ. Khỏe không? Khỏe không Bơ? Không, đau. Wow. Thiếp ngại luôn á. Ngại ghê á. Mới vào bóp tay sao đau dữ trời. Chắc có tập tạ hay gì trời. Bạn của anh rất là thú vị. Bạn gái Bơ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tên là Mika. Quen lâu chưa? Lâu rồi. Rồi hai anh em có dẫn nhau đi tập tạ hay là thể thao gì không? Boxing gì không? Dạ có. Wow. Chào vui. Uống gì không? Uống cà phê, còn anh yêu uống gì? Cũng uống cà phê sữa. Ok, để em gọi là uống nước cam. Ok, để em gọi. Dạ, này uống nước cam. Tôi có nghe lộn không? Uống cà phê hả? Cà phê đen. Ông có chắc đây là con gái không? Chắc đây là con gái không? Đúng rồi, con gái mà. Đúng, con gái gì nhìn thô quá vậy? Trời ơi, trên phim hay là ngoài đời tôi thấy mấy người này là đàn ông đó. Đàn ông đó. Hiểu không? Trời, không ăn gái nào mà để tóc ngắn kiểu đó chưa? Tôi nghi lắm, tóc này là cái tóc hồi năm ngoái nó mọc chưa có kịp. Hồi năm ngoái còn là con trai, hiểu không? Cái xong cái thay đổi cái làm con gái. Hiểu không? Hiểu. Nhìn cái mặt góc cạnh lắm. Thiệt. Mà ướp mà hai cái chai bự vậy nè. Mà hồi nãy hả, bắt tay bóp tay tôi muốn sủi tay, muốn nhảy tay ra không chết được. Phong cách mặc đồ là chỉ có biết con trai thôi, cố đúng tình mà. Là làm con gái nhưng mà thật sự không qua mắt được tôi với bà Thiệt. Ló cái đuôi liền. Đôi dài. Không có ai mà áo dài mà mang cái đôi dài cái đó hết trơn. Đúng rồi, cái đôi dài đó là để thao. Nhiều khi ông này ông còn chưa dám mang nữa. Ê nãy ông thấy không, ốm mà lòi cái cục gì ở đây nè. Cái cắm á. Bà không thế đâu. Đàn ông đó. Im. Dạ, ngươi phải vuốt sách rồi. Ê, đây nghe nè. Hình như là ổng nghe mình nói ổng hay sao á. Đi về đi. Ông nào, ông Bơ hay ông áo trắng? Cái ông mà cô ba xây. Chết rồi. Tới giờ đi tập bún thung rồi, tôi với bà Tuyền đi tập bún thung cho nó dẻo tay, cho nó bớt đàn ông lại nha. Chứ tôi thấy đàn ông lắm rồi đó. Các bạn phải bận quá. Nhưng mà chưa xong cà phê. Uống hết luôn. Hay bà uống này đột quỵ luôn đó. Thôi, bỏ bình tĩnh về. Thành cấp ra. Tôi đi nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Hai chú lại chơi vậy. Và bây giờ sẽ là ba phương án khác nhau mà anh Bơ đối xử với người yêu của mình. Kiểm tra giới tính của người yêu. Và chúng tôi sẽ cụ thể hóa cái đề bài này. Đó chính là anh Bơ yêu cầu bạn gái mình là dùng những động tác hình thể mạnh nhất có thể, đánh hay đấm hay đá vào cái hình nộm kia để xem cái động tác đó của người đẹp Mika có nam tính hay không. Thì lúc đó anh Bơ sẽ bắt đầu suy nghĩ cô ấy có phải đàn ông hay không. Yes. Xin mời. Anh mua cái này là cho em đến cho đá lắm. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta sẽ làm tư như thế? Cho em đánh cho là hết stress, cho là đá lắm. Ok, anh thay em stress. Hết stress. Ok. Dạ, rất là hay. Yeah, có thể nói đúng. Yeah. Cái này là có vui không? Vui không? Vui không? Có vui. Vui mà, cái này vui. Vui như tết. Tựa đi. Ok. Mạnh hơn. Ga. Được. Ok. Wow. Em thích hả? Yeah. Tôi quá quen rồi đó. Chọn như mây thái vậy. Bà múa như mây thái vậy. Bà múa ghê không? Em thích. Rất tốt. Dạ. Và bây giờ sẽ là phương án B. Bắt người yêu thay đổi cho nữ tính. Em là tính hơn đi lắm, tóc dài hơn, dễ đẹp, là không đẹp đâu. Cái gì thế, em rất là thích tập thể dục. Phải không, con gái đó. Em mặc áo dài mà, cái gì mà. Dễ không đẹp đâu, tóc ngắn mà. Tại vì cái này để tập thể dục với anh mà. Không thế là em đi bộ rồi. Nó, anh đi bộ như thế. Em đi thử coi, cho anh coi đi. Ok. Trời. Nhiều con thằng đó. Có được không? Không thể đâu hả?
Nó, tại sao? Ok thôi, anh đi thế nào cho em thấy. Đợi đó. Người PD luôn. Oh my god. Ok. Và bây giờ sẽ là tình huống C. Phản ứng của anh Bơ sẽ như thế nào đây? Đề nghị chia tay. Và bây giờ mình làm gì đây? Em muốn chia tay. Em không nghe gì đâu. Thì làm gì? Phải là chia tay. Phải là chia tay. Mà tại sao? Vì là em không nghe gì hết. Em không làm gì khác là... Cái gì thế mà tóc dài mà muốn chia tay với em mà? Cái này đẹp. Người đàn ông gì mà? Chắc là gay. Chắc là gay. Thích người đàn ông mà. Gay hả? No. Ok. Rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần lựa chọn của hai bạn xem có trùng khớp với nhau hay không nhé. Khi dẫn người yêu đi giới thiệu với bạn bè, bị bạn bè của mình chê rằng người yêu của mình nam tính giống như đàn ông vậy đó, thì bạn nam sẽ làm gì? A. Kiểm tra giới tính của người yêu. B. Bắt người yêu thay đổi cho nữ tính. Và C. Đề nghị chia tay. Mika, bạn sẽ phải đoán xem với tính cách đó của anh Bơ thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao. Cả hai câu trả lời đã được gửi đi. Và bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ tiết lộ kết quả. Kết quả cuối cùng là... trùng khớp rồi! Wow. Yes! Phớ vẩn luôn mà cái quyết định cũng phớ vẩn luôn mà cuối cùng hai bạn lại cùng chọn là đề nghị chia tay. Tại sao vậy? Luôn luôn muốn chia tay. Sao lại dễ dàng buông tay vậy? Ủa, bơi thiệt sự là nếu mà ở ngoài đời mà có nhiều người á chê bai bạn gái của mình là mình quyết định chia tay luôn đúng không ạ? Chia tay vì là không làm gì khác. À, cái yếu tố không phải là người ta chê. Không nghe lời. Mà yếu tố là nằm ở chỗ không nghe lời. Hồi nãy mới chia tay. Còn Mika, tại sao em đoán được rằng anh Bơ sẽ chọn chia tay? Tại vì có hồi trước mình đã cho chia tay cho nên em đã suy nghĩ. Em đoán và em đoán đúng. Ồ, em giải thích rất là dễ hiểu. Cái quan trọng là người ta trả lời trùng khớp. Đúng không?